Trong đời này chúng ta may mắn gặp được Không phải chuyện dễ dàng Trong bài kỵ khai kinh nói Trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được Chúng ta là trăm ngàn dạng kiếp Hôm nay đã gặp được Cũng như Bành Thiệu Thăng nói Ông nói Vô lượng kiếp đến nay một việc hy hữu khó gặp Quý vị đã gặp được Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp Chúng ta đã gặp được Gặp nhưng bỏ lỡ cơ hội ngày trước mắt Rất đáng tiếc Phạm phu là nghiệp lực đây nghĩa là có thọ mạng thọ mạng đến bác sĩ cũng vô dụng bác sĩ giỏi đến đâu họ có thể trị bệnh không thể trị mệnh nếu bác sĩ giỏi người này thọ mạng đến diêm vương sai quỷ vô tường đến bắt họ Bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ Như vậy Diêm Dương không phải là kẻ ngốc ư Không có chuyện đó Ngạ ngữ có câu Diêm Dương bảo người Canh ba chết Không dám lưu lại đến canh năm Kéo dài thêm hai canh cũng không được đây nghĩa là thỏa mãn và tật bệnh là hai vấn đề trong lúc bệnh bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng nếu quý vị còn thỏa mãn vẫn có thể cứ sống như thường Thọ mạng đến thì hết cách Không thể cứu sống Người học Phật phải hiểu đạo lý này Chúng ta ở thế gian này Việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật Thân thị tố có ưu điểm Không bệnh mà chết khi chết không sanh bệnh bến này trong phật pháp nói có ba nhân duyên thứ nhất là bệnh về sinh lý bệnh này nhất định phải khám bác sĩ Bác sĩ có thể chữa bệnh gì sinh lý Thứ hai là bệnh nghiệp chương Oán thân trái chủ Tìm đến muốn trả thù quý vị Trong quá khứ quý vị giết họ Bây giờ họ đến đoài mạng Muốn đến báo thù Tình hình này rất nhiều bệnh này bác sĩ không trị được đây là oan nghiệp không phải bệnh sinh lý bệnh này phải giải oán thân trái chủ chấp nhận giải họ sẽ ra đi họ đi bệnh quý vị lập tức lạnh loại thứ ba là Bệnh túc nghiệp Là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay Bên này phiền phức nhất Không phải sinh lý Cũng không phải oán thân trái chủ Là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành Nhưng vẫn có thể cứu chữa Thật sự sám hội Sám trừ nghiệp chướng Bệnh số lạnh có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh phải hiểu điều này cuộc sống về sinh lý có quy củ có thể giảm ít ăn uống có quy củ thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai Lúc nào cũng quá giải đối lập với tất cả chúng sanh Đừng tạo ra đối lập Họ đối lập với ta, ta không đối lập với họ Thì sự đối lập này không thể thành Thành lập nhất định là song phương Quý vị đơn phương không đối lập với người khác Nó sẽ không thể thành lập Phải có tâm từ bi Phải có lòng yêu thương Thường thường nghĩ đến Giúp tất cả Chúng sanh khổ nạn Gọi là tâm đại từ bi Quá giải oan nghiệp Thứ ba là khởi tâm đồng niệm Thuân tịnh thuần thiện Quá dạy tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại điều này có thể hóa giải tội nghiệp thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh nói rất có lý Vậy thì tất cả Pháp Không rời tự tánh Trong kinh điển Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta Toàn thể vũ trụ Là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Các nhà khoa học hiện đại Đã chứng minh điều này Chứng thực là thật không phải già. Dạ. Từ đó cho thấy tu hành là tu điều gì? Khi ta thật sự hiểu rõ mới biết tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành giữ họa phước không cần đi hỏi người khác Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao Bồ Tát Pháp Tạng hỏi thế gian tự tại dương Phật Thế gian tự tại dương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông Ông tự tư duy Ông tự nên biết Ông nên tự nhiếp Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài Đức Phật không dạy Ngài Đây chính là chân thật dạy Ngài Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử Muốn hỏi lành giữ hòa phước Đời sau ta đi về đâu Đức Phật sẽ nói Hỏi bản thân quý vị Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tá của quý vị Sẽ hoàn toàn minh bạch Đức Phật trả lời chính là ý này Chúng sanh trong mười pháp giới Tất cả đều là tự làm, tự chịu Không được trách người Trách người khác là có tội Không ai dạy quý vị Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác Họ dạy quý vị quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị quý vị tiếp thu, Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện chúng ta tiếp thu diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận quý vị tự làm tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện Quý vị tu thiện rất tốt Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn Vì sao? Vì tự quý vị làm Quý vị không tự làm Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được Phải hiểu đạo lý này Bởi thế Phật Bồ Tát quá độ chúng sanh không kể công trong Kinh Kim Cang nói rất hay Quá độ vô lượng vô biên chúng sanh Sau cùng nói một câu Thật sự không có chúng sanh được độ Họ được độ là việc của chính họ Họ chịu tu tập Chính họ độ họ Phật Bồ Tát nói lời chân thật Các ngài chỉ khuyên mọi người Tự quý vị giác ngộ Quý vị tự quay đầu Tự quý vị hành thiện Tự quý vị đoạn ác Tự quý vị thành tự Toàn là tự quý vị Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo Không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật ư Họ không thể bức ép chúng ta Bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh giác Không được đùng đẩy cho Phật Bồ Tát Gần đây có một đồng tu hỏi tôi về một sự kiện nói ở một đạo tràng niệm phật có những người khi niệm phật niệm đến trong cơ thể có luồng khí khống chế thân thể khiến không làm chủ được thân thể nghiêng ngả hai bên giống như say sóng vậy giả lại không phải một người bị như vậy mà nhiều người như vậy hỏi tôi trả lời thế nào người chân chánh niệm phật thì được sự bảo hộ của mười phương ba đời tất cả chư phật bồ tát hiện tượng đó là do chấp trước trong tâm của họ chưa buông xuống tính nguyện có vấn đề niềm tin không đủ chân thật nguyện không đủ thiết a di đà phật là vô lượng giác trong miệng họ là vô lượng giác nhưng trong tâm là mê hoặc điên đảo là chấp trước mãnh liệt đủ loại chấp trước có người chấp trước người thân tài sản có sự chấp trước thấy phật thấy điềm lành có sự chấp trước công phu thành phiến có mong cầu thần thông cảm ứng đặc biệt có chấp trước hình thức âm điệu số lượng niệm phật vì vậy nhất định phải nghe giảng kinh nghe kinh giúp quý vị buông xuống giúp kiên cố tín nguyện có người nói họ đã nghe kinh mười hai mươi năm rồi họ hiểu rồi không cần nghe nữa thật ra quý vị chưa hiểu tiêu chuẩn nghe hiểu của đại sư chương gia là chính là buông xuống quý vị chưa buông xuống chính là chưa hiểu ngoài ra có loại tình huống đó là nghiệp chướng oán thân trái chủ của quý vị đến chướng ngại quý vị họ không muốn quý vị thành tựu tại sao vậy bởi họ đối với quý vị vẫn còn nhiều oán thù chưa báo nên họ đang đợi cơ hội quý vị thật tu hành thật giảng sanh thì họ không báo thù được nữa cho nên người chân chánh tu hành phải thường thường nghĩ đến oán thân trái chủ của mình mỗi ngày đem công phu tu học của chính mình hồi hướng cho họ nhất định phải phát nguyện như vậy sau khi tôi đến thế giới tây phương cực lạc sẽ nhất định trở lại độ quý vị vậy thì họ sẽ không gây phiền phức nữa. Tại sao vậy? Vì họ ở trong lục đạo luân hồi cũng rất khổ, cũng rất muốn thoát khỏi lục đạo. Quý vị có tâm nguyện như vậy, sau khi đến thế giới cực lạc, lại dịu dắt họ, thì họ rất hoan hỷ, họ sẽ không gây phiền phức, chướng ngại quý vị nữa. Tâm của quý vị phải chân thành nói được, làm được. Không thể lừa gạt được chúng sanh. Lừa gạt chúng sanh thì họ tìm đến quý vị. Phiền phức liền lớn rồi. Nguyện đem công đức giảng kinh, nghe Pháp, hồi hướng đến. Biến Pháp giới hư không giới, cõi nước mười phương, di trần Pháp giới, tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm phật cầu sanh tịnh độ viên thành phật đạo biến pháp giới hư không giới cõi nước mười phương di trần pháp giới tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm phật cầu sanh tịnh độ viên thành phật đạo biến pháp giới hư không giới cọi nước mười phương di trần pháp giới tất cả chúng linh nghe kinh giác ngộ đều biết niệm phật cầu sanh tịnh độ viên thành phật đạo tất cả những người bị thiên tai thảm họa các nơi trên địa cầu tịnh cầu chư phật bồ tát từ bi hóa giải tất cả những người bị chiến tranh thiên tai thảm họa các nơi trên địa cầu chúng sanh gặp nạn chúng vong linh vân dân tất cả chúng sanh có duyên với đệ tử chúng con trong đời quá khứ cũng như đời hiện tại nghe kinh giác ngộ phát bộ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ gặp phật nghe pháp hoặc tận huệ khai chân thật an lạc mau thoát sanh tử chống thành chánh giác như phật độ sanh nguyện đem công đức này hồi hướng cho các quốc chủ toàn cầu các nước đều hưng thịnh tiêu trừ các tai ách thế giới mãi hòa bình trên định bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc